cái này, cái như thế này là nhiều lắm, không coi như là cứ và hai nữa là nói với chú là trên Bắc Giang các chú trồng rất là dày, quá dày, cho nên các chú sai lầm mà các chú không biết, cứ nghĩ là trồng dày để được ăn nhiều. Chú thấy vườn ở đây trồng như này đã là dày rồi, mà so với các chú phải dày gấp đôi. Chui. Thế cho nên là khi các chú làm chăm sóc số lượng lớn là chú làm rất vất. Dày quá mà nó sẽ không có nhiều quả ấy. Phải được cây nữa hả? Chạm nhau. Nghĩa là năm thứ năm đã chạm nhau hết rồi. Đấy là hôm nay chú đi, chú phải rút kinh nghiệm. Nếu mà làm ấy, các chú mà có làm những vườn mới, chú không nên trồng dày như thế. Hoặc là có thể còn đánh được là phải đánh chuyển. Chứ giờ to như này không đánh chuyển được. Quả ở đây thì nó hàng đẹp nó rất nhiều, nhưng nó không có hàng xấu, bởi vì là kể cả những quả nhỏ là cắt tỉa tạo tán ngay từ ban đầu là bấm vào quả rồi. Anh bán một trái mà từ từ 8 lạng đến từ 8 lạng trở lên. Đấy là ở trên Lục Ngạn. Đấy chú cởi cái quả ra. Đây là bao trái được hơn 1 tháng rồi chú nhỉ. Đấy bây giờ cởi ra để kiểm tra xem. Này là vẫn là buổi diễn đây không? Vẫn là buổi diễn. Đấy được tháng rưỡi rồi đấy, nhìn xem quả to cỡ nào, nhìn thấy chưa? To mà nó bóng nộn, có bắt đầu có phấn đi rồi này. Đấy. Phấn này nhỉ? Phấn. Phấn này sẽ ít mã mới đẹp này. Thì đến lúc chín vàng lên thì nó bóng nộn luôn. Không có một vết gì cả thì nó mới làm được hàng cao cấp. Đấy. Mới đã yên tâm ở cái chỗ là mình không có phải sử dụng cái thuốc gì, đúng rồi, bọc xong là không dính thuốc gì cả, không dính một cái gì vào luôn. Sau này là người ta nhìn cái vườn nào và khi đúng rồi, mà khi mình bán hàng ra thị trường mình chứng minh được rằng là đây là cái hàng sạch của chúng tôi, là khi mình làm mình bao trái này người ta sẽ hiểu rằng là khi phun phòng trừ sâu bệnh không bao giờ dính vào quả cả. Hàng bao trái này người ta nhìn phát biết ngay, đúng rồi, nhìn phát biết ngay. Còn không bao trái là nó sẽ như tầm này, như nắng 40 độ mấy hôm nay cháy một loạt hết. Thế thì giờ một quả bưởi rẻ nhất là cũng được 2 cân gạo. Nếu mà đắt thì được 3, 4 cân, 5 cân gạo. Mà không giữ thì đi giữ cái gì. Trong khi đó cái quả ổi thì được vài trăm đồng thì đi bọc cả cây. Bọc rất là kỹ. Nếu vườn bưởi này của tôi mà nằm ở dưới Hà Nội thì thật với anh gấp 3 lần tiền. Nhưng mình đây mình nông thôn không bán được. Đấy bây giờ nếu mà đếm tính tiền 50.000 một quả thì chú đếm đấy xem là nó một cành đấy nó được bao nhiêu tiền. Đấy, nếu Hà Nội nó cũng 50.000. Tính 50.000.